gì với ba nè. Cái gì mạnh cái còn gì ta. Rồi có cơm rồi này, ăn này trước chờ canh nha không? Cái đó là con gà đó, con gà này trước, con gà nè. Rồi, cộng không? Đi nữa. Rồi à, con gấp cho Ngọc đi Nhi. Gấp cho Ngọc phụ ba. Tuyệt vời không? Ngon Ngọc. Vỗ tay. Rồi Ngọc ăn lẹ đi. Ngọc ăn lẹ đi con. Giỏi quá trời ơi. Đây, nguội một xíu là mình ăn được rồi. Hấp dẫn không? Hấp dẫn không con? Ăn canh đi Nhi, nhẹ lên. Ok, nhẹ. Cái gì? Sao vậy? Sao không ăn? Dầm một miếng mà ăn thôi, một miếng thôi, sẵn một miếng nhỏ ăn từ từ, thử tập ăn mà. Mình ăn từ từ một miếng rồi đó nè, hả không ra. Rồi nhai, nhai. Ngon lắm, nó ngon lắm. Đúng rồi. Thấy không? Ăn được mà. Ăn được mà, nhõng nhẽo không mà. Ai nhõng nhẽo con? Chị hai ngặt ráng ăn. Ăn đi, nuốt đi, không sao. Ăn cà rốt mà khóc. Ngọc ăn cà rốt cho ba coi nè. Ngọc ra rồi. Dở yếu. Hãy coi bảo Ngọc của ta đây. Hãy coi bảo Ngọc của ta đây. Hãy xem đây. Xem. Một miếng, một miếng, một miếng đi. Một miếng đi ba bà lấy cái máy quay phim cho con trai. Đi. Đi đã lấy miếng quay phim nè. Lẹ lẹ. Rồi rốt cuộc hồi nãy phụ làm chi mà rốt cuộc không ăn. Thì ban đầu nói là không ăn đi để người ta khỏi làm. Chứ tự công sức người ta bỏ ra xong rồi cuối cùng hả? Rồi cuối cùng không ăn. Đúng không? Ăn lẹ đi.